Ông Lê Kinh Thành và nhóm đại gia cấp tiến đang âm mưu thay đổi thể chế. Trong vòng một năm qua, ông Lê Kinh Thành, con trai của cựu Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Lê Duẩn, liên tục có những bài phỏng vấn gây chú ý trên báo An ninh Thế giới, một tờ báo của lực lượng công an được phong là thanh gươm và lá chắn của Đảng. Bài báo đầu tiên đăng cách đây đúng một năm vào tháng 2 năm 2017 với tựa đề Sau 30 năm, nghĩ về cuộc đổi mới lần thứ hai. Bài viết này chê bai hiến trang đất nước một cách thậm tệ và nói rõ thực tế sự mâu thuẫn xã hội lớn nhất là mâu thuẫn giữa Đảng Cộng sản và nhân dân. Bài viết có đoạn: khi đổi mới, Đảng và Nhà nước đặt mục tiêu một nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Với định hướng đó, chúng ta đang tìm cách phát triển các doanh nghiệp nhà nước và định hướng nó trở thành mục tiêu chủ đạo của nền kinh tế. Nhưng qua năm tháng, thay vì biến thành trụ cột thì những doanh nghiệp nhà nước này lại đã và đang trở thành khối ung nhọt đáng sợ nhất của nền kinh tế, nơi mà thất thoát, lãng phí, sự tha hóa và tham ô đều là lớn nhất. Thay vì nó trở thành trụ cột, doanh nghiệp nhà nước lại là gánh nặng khủng khiếp của nền kinh tế và làm nền kinh tế thị trường của chúng ta bị méo mó, biến dạng vì tư duy kinh tế độc quyền không lành mạnh. Ngoài sự méo mó đó, chúng ta cũng đối mặt với sự bất công, bất bình đẳng, sự chênh lệch giàu nghèo trong xã hội ngày càng lớn, mà đó vốn là những điều thuộc về lý tưởng của chúng ta, là lời hứa của Đảng và Nhà nước đối với nhân dân. Chúng ta cũng phải đối mặt với sự không dân chủ, thể hiện trong rất nhiều vấn đề, như việc những cán bộ phường, xã không do người dân trực tiếp bầu ra, trực tiếp lựa chọn, mà những cán bộ đó là những người ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống thường nhật của họ. Ở nhiều nơi trên đất nước này, công lý đang không thuộc về những người có lẽ phải, mà thuộc về những người có tiền và có quyền. Đặc biệt, ông Lê Kinh Thành đã kêu gọi một cuộc đổi mới lần thứ hai và coi đó như một mệnh lệnh của thời đại. Bài báo thứ hai trên báo An ninh Thế giới là một bài phỏng vấn với cái tựa rất thống thiết: tôi nói điều này với trái tim yêu Đảng tha thiết. Bài phỏng vấn nói trên kể lại nhiều tình tiết ly kỳ về việc ông Lê Kinh Thành từng gặp cựu Thủ tướng Đỗ Mười đòi xin ra khỏi Đảng vì Đảng Cộng sản Việt Nam tha hóa sắp sụp đổ vì tham nhũng và thoái hóa khó thể sửa chữa được. Ông Đỗ Mười lúc đó cũng im lặng sợ hãi, không dám nói gì với ông Lê Kinh Thành. Quay lại thời điểm năm 2012, khi Nguyễn Phú Trọng hô hào thực hiện nghị quyết Trung ương 4 xây dựng và chỉnh đốn Đảng. Tuy nhiên, tại hội nghị Trung ương 6, khi không thể hạ bệ được đồng chí X, tức là Thủ tướng lúc đó, ông Nguyễn Tấn Dũng, Tổng Bí thư Trọng đã khóc mếu máo trên truyền hình khi đọc diễn văn bế mạc hội nghị Trung ương 6. Nuốt nước mắt hận tù sau đại hội 12, Nguyễn Tấn Dũng phải về vườn và cái lò của cụ Tổng Lũ lần lượt đốt sạch các thanh củi tươi, củi khô, đàn em của Nguyễn Tấn Dũng. Bài phỏng vấn trên của ông Lê Kinh Thành tuyên bố nghị quyết xây dựng và chỉnh đốn Đảng của ông Nguyễn Phú Trọng đã thất bại thảm hại. Ông Lê Kinh Thành cũng tuyên bố cái Đảng mà bố của ông từng là người đứng đầu của Đảng, nắm quyền tuyệt đối gần 30 năm, đã trên bờ vực sụp đổ và bị người dân cho xuống hố như ở các nước Đông Âu và Liên Xô mấy chục năm trước. Đặc biệt, đoạn chê bai quy trình bầu cử ra Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam mà ông là thành viên, ông Lê Kinh Thành cho rằng Tổng Bí thư phải là người thuyết phục được ông chứ không phải là qua các quy trình rắc rối và toàn lỗi kia. Nhưng tôi là đảng viên, tôi muốn bầu Tổng Bí thư thì bầu như thế nào? Thứ nhất, phải bầu đại biểu của chi bộ nơi tôi sinh hoạt, đi họp đại hội đảng bộ cấp trên, rồi đại hội đảng bộ cấp trên bầu ra người đi họp đại hội đảng thành phố, đảng bộ thành phố lại bầu ra người tham gia đại hội đảng toàn quốc, rồi những người ấy lại bầu ra ban chấp hành trung ương hơn 100 người, hơn 100 người này lại bầu ra tổng bí thư. Như vậy thì sự dân chủ đã bị vơi bớt đi rất nhiều. Vì tôi không biết ông đại biểu trên tôi nghĩ gì, rồi ông đại biểu đó cũng không biết cái ông ở trên nữa nghĩ gì. Bốn lần như vậy thì sự dân chủ không còn nữa. Tại sao trong đảng không làm như quốc hội là cho đại biểu của địa phương chia thành từng khu vực bầu thẳng đại biểu đi dự đại hội đảng, đại biểu này bầu thẳng tổng bí thư?
Và khi tôi bầu ông đi đại hội đảng, ông phải nói cho tôi biết ông ấy đang nghĩ gì và ai sẽ là tổng bí thư, phải phân tích và thuyết phục được tôi. Trong cả hai bài báo nói trên, ông Lý Kiên Thành đều nhắc đến việc phải thay đổi dân chủ. Vì vậy, ông Lý Kiên Thành muốn gì trong những bài báo gây chấn động nói trên? Một nguồn tin vô cùng khả tín mà chúng tôi nhận được cho biết có một nhóm tư bản bất động sản giàu có đang chuẩn bị cho buộc thay đổi thể chế êm đẹp, tránh tình trạng dân nổi loạn. Khi đó, phần lớn tài sản của nhóm đại gia này đều là nhà cửa, đất đai. Nếu thay đổi thể chế trong bạo loạn, thì họ thừa biết rằng dân chúng sẽ tìm đến tài sản của họ để trả thù. Tài sản tỷ đô của họ bỗng chốc biến thành đống gạch vụn. Vì thế, với số tiền khủng trong tay, những đại gia này đang sắp xếp cho một kế hoạch thay đổi thể chế bằng con đường đảo chính ở thượng tầng. Và con người được chọn, Chu Semen, đứng ra để thành lập một chính phủ mới trong tương lai không ai khác chính là ông Lê Kiên Thành, con trai của Tổng Bí thư Lê Duẩn. Việc ông Lê Kiên Thành được lựa chọn sắp xếp vào vị trí đó cũng dễ hiểu. Với vị thế con trai của một cựu hoàng quyền lực nhất trong lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam, ông Lê Kiên Thành sẽ ít bị những phản đối kịch liệt của phe bảo hoàng trong đảng. Ngược lại với Mác Doanh Nhân và những phát ngôn mang tính cởi mở, ông Lê Kiên Thành còn có thể nhận được nhiều sự ủng hộ của quần chúng nhân dân đã quá chán ghét chế độ Cộng sản hiện tại. Trên trang An ninh Online ngày thứ Hai, 29 tháng 1 năm 2018, ông tiến sĩ Lê Kiến Thành, con trai của cựu Tổng bí thư Lê Duẩn và là đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam, có trả lời bài phỏng vấn khá dài và khá lý thú. Trong đó ông Thành cho rằng, sự sụp đổ của chế độ chính yếu là do sự rệu rã ở bên trong Đảng Cộng sản Việt Nam mà ra. Tôi cứ nghĩ đến Đảng Cộng sản Liên Xô và các nước Đông Âu mà lo sợ, vì chính họ chứ không phải các thế lực bên ngoài đã làm cho họ bị suy yếu rồi diệt vong. Chúng ta nhìn thấy sự lâm nguy ấy do chính chúng ta tạo ra. Đây là lần đầu tiên chúng ta đối diện với nguy cơ đe dọa sự tồn vong mà nguy cơ ấy do chính chúng ta tạo ra và nó nguy hiểm hơn nhiều. Nghị quyết Trung ương 4 khóa 11 nhắm vào những lực lượng ghê gớm nhất trong đảng, lực lượng thao túng mọi vấn đề về kinh tế, đẩy quá trình của đảng đến sụp đổ. Ông Thành than thở, buồn vì trong khoảng một thời gian dài, chúng ta gần như sống một cuộc đời mà cứ như thấy một ông quan to là mặc định cho rằng đó là nhân vật không bao giờ được đụng tới. Nhưng ông Thành nên hiểu rằng khoảng 200 trung ương ủy viên là lực lượng thành trì để bảo vệ chế độ. Tại sao? Vì đó là bảo vệ cho chính họ và giai cấp đặc quyền đặc lợi của họ. Nay nếu cái lò đã nóng lên rồi thì củi tươi vào cũng phải cháy, thì mắc mớ gì họ phải bảo vệ chế độ nữa khi không biết mình bị thảy vào lò lúc nào. Ông Thành lại còn than thở rằng hệ thống giám sát và chọn lọc con người của chúng ta có vấn đề. Vâng thưa ông Thành, đó là lỗi hệ thống do độc tài độc đảng sinh ra. Ông cựu chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An đã từng thú nhận rằng ông Thành không dám đụng đến hệ thống do cha của ông để lại mà vẫn mơ ước dân chủ độc đảng trị vì, một mơ ước tương tự như thiên đàng địa giới của chủ nghĩa cộng sản. Tuy ông biết rõ rằng lãnh đạo nên do sự chọn lựa của nhân dân mà ra, nếu người dân không thích thì người dân có thể thay thế họ được qua những cuộc bầu cử trực tiếp và thường kỳ. Ông Thành công nhận là Việt Nam có cần dân chủ, nhưng vẫn mơ ước một hệ thống được chế tạo ra cho mục đích độc tài có thể làm được chuyện đó. Tôi nghĩ sự chọn lọc tự nhiên vĩ đại nhất, hữu ích nhất của chúng ta là trong hoàn cảnh này chính là xã hội. Nếu ta đẩy mạnh dân chủ cho nhân dân lên, để những người lãnh đạo đó là nhân dân chọn lọc, thì chúng ta sẽ chọn được những vị tinh tú. Tiếc là bây giờ vai trò của người dân trong việc chọn lựa người lãnh đạo hầu như không có. Tôi rất buồn việc một cơ quan dân cử như Quốc hội mà lại có hơn 90% là đảng viên, chúng ta không còn tin vào người dân. Ông công nhận đảng đã mục rữa, vào đảng bây giờ đi kèm với quyền lực và lợi ích. Đảng bây giờ đang ngày càng chứa trong mình những thành phần cơ hội. Việc phê và tự phê sẽ hoàn toàn chỉ là hình thức, sâu mọt trong đảng sinh ra từ đó. Trong lòng dân tộc ta bây giờ, cả đại nghĩa và chí nhân đều bị phân hóa ra. Ông Thành lấy kinh nghiệm của chính bản thân ông để phơi bày chế độ đội lốt dân chủ và đảng hay mị dân bằng từ dân chủ tập trung để diễn tả sự độc tài toàn diện. Dạ, đất nước tang thương chính vì mô hình nhà nước Mác Lê sai lầm và Đảng Cộng sản Việt Nam là một định chế lỗi thời cần phải thay thế.
Mời quý thính giả nghe phần bình luận của Bùi Tín với tựa đề Đất nước tanh bành, vì đâu nên nổi, sẽ được Song Thập trình bày để kết thúc chương trình phát thanh của Đài Đáp Lời Sông Núi tối hôm nay. Đất nước Việt Nam, tài nguyên của quê hương, gia tài của tổ tiên cha ông để lại gồm có những gì? Nay ra sao? Rất cần được cháu con ngày nay điểm lại, đánh giá tỉ mỉ, kỹ càng. Hơn 20 vụ đại án đang được đưa ra xét xử cho thấy tiền của tài nguyên của đất nước đã được sử dụng tùy tiện, vô trách nhiệm ra sao khi hàng trăm ngàn tỷ đồng bị thất thoát một cách nhẹ nhàng trong một thời gian dài hàng chục năm. Mà những người đứng đầu chính phủ, đứng đầu đảng, đứng đầu nhà nước, đứng đầu bộ chính trị phải chịu trách nhiệm trước ai hết, này mới đưa ra xét xử. Xét cho cùng, những Đinh La Thăng, Trịnh Xuân Thanh cũng chỉ là những tội phạm kim nạn nhân của một chế độ chính trị lạc hậu quá mức mà một ông tổng bí thư đến nay vẫn không nhận ra khi ông quyết định khai trừ mọi đảng viên đòi xây dựng chế độ tam quyền phân lập và xây dựng các tổ chức xã hội dân sự. Ông Định sẽ còn sống với ai trên đất nước và trên thế giới này? Độc lập kiểu gì mà từ Bắc chí Nam, người Tàu nhập cảnh đi về như trên đất nước họ, hàng giả, hàng nhái, hàng lậu, hàng độc lan tràn mọi ngã. Các công ty Tàu dành mọi gói thầu béo bở nhất về khai khoáng, nhiệt điện, thủy điện, hóa chất, giao thông cầu đường, trồng rừng, gang thép, phân bón, bô xích, thủy sản, vân vân, không thiếu một ngành nào, một nơi nào. Đây là thuộc địa kiểu mới hoàn chỉnh mẫu mực của bọn bành trướng. Có người Việt nào không phẫn nộ và không cảm thấy nhục? Tài nguyên căn bản của đất nước mình là ruộng đồng, rừng, biển, thì quyền sở hữu ruộng đất của tư nhân trong nông nghiệp từ ngàn đời bị đảng nghiễm nhiên tịch thu theo cái quyền sở hữu toàn dân do nhà nước của đảng thay mặt mà quản lý, để nông thôn sơ sát, nông nghiệp lụng bại, nông dân thành tá điền nghèo khổ vì làm thuê cho đảng, đến nỗi em sinh viên Luật Đỗ Thúy Hằng phải lên tiếng khóc cho một nền nông nghiệp bị đảng nhẫn tâm bức tử, với vô vàn nông dân bị trắng tay vì các quan chức cộng sản cướp đất. Cô giáo Trần Thị Lam ở Hà Tĩnh đau lòng than rằng, đất nước mình buồn quá phải không anh? Rừng đã hết và biển thì đang chết. Mang danh lãnh đạo chính trị, bảo vệ đất nước, đảng Cộng sản đã bảo vệ được những gì? Mang nhiệm vụ bảo vệ lãnh thổ, đất đai, thì người Tàu tha hồ xâm nhập, chủ quyền quốc gia bị xem nhẹ dưới danh nghĩa hợp tác toàn diện cả về nội trị, quốc phòng, ngoại giao. Mang nhiệm vụ bảo vệ tài nguyên rừng biển, thì cho người Tàu vào hợp tác trồng rừng, đánh cá, tự do khai thác cướp phá mọi thứ trên rừng, ven biển, dưới biển. Lãnh đạo kinh tế là hướng dẫn chỉ đạo cuộc khởi nghiệp xây dựng kinh tế, phân chia thành quả phát triển cho công bằng, thu chi ngân sách hợp lý, không để rơi vãi thất thoát. Thế nhưng, thực tế tham nhũng lan tràn, ngân sách thất thoát hàng trăm ngàn tỷ đồng, đến khi xử tội tham nhũng thì không thu hồi nổi 5% số tiền thất thoát, còn nợ quốc gia vượt quá tài sản quốc gia một năm, tài chánh thu không đủ chi, không đủ tiền trả tiền lời nợ quốc gia hàng năm, ngân hàng phá sản hàng loạt. Hiệu quả lãnh đạo kinh tế tài chánh hầu như là con số âm, vậy là thất bại hoàn toàn về kinh tế. Lãnh đạo xã hội là xây dựng mối đoàn kết quốc gia keo sơn, cuộc sống dân chủ, tiến bộ, bình đẳng, văn minh, nhưng họ nuốt lời hứa hòa giải hòa hợp dân tộc, họ cai trị miền Nam như cai trị kẻ thù theo kiểu ân oán tàn bạo ác độc nhất. Nền giáo dục quốc gia cực kỳ lạc hậu, giáo điều nhồi sọ cổ lỗ, bằng giả bằng dởm tràn ngập, không một trường đại học Việt nào được xếp trong số 300 trường khá nhất ở châu Á. Nền y tế thì suy đồi, đi ngược với phương châm thầy thuốc như mẹ hiền, vì theo kiểu tiền thầy bỏ túi, thuốc giả tràn lan, thầy thuốc giết bệnh nhân. Xã hội đảo điên, người yêu nước chống giặc bành trướng hay bên Việt dân oan thì bị kết án nặng nề,
trong khi các quan lớn có bồ nhí, có biệt phủ hàng vài chục tỷ đồng, tội rất nặng mà chỉ bị khiển trách như phủi bụi, đạo đức xuống dốc cung cực, mất tính người, vợ chặt cổ chồng, ông hoặc bố cưỡng hiếp cháu gái, con gái dù nó mới 5-6 tuổi. Lãnh đạo đất nước mà lại hèn với giặc, ác với dân, vậy mà còn huynh hoang khuyên dân ta không nên ngủ quên trên vòng nguyệt quế. Chuyện nói phét, nói không biết ngượng mồm, vòng nguyệt quế ai cho? Bắc Kinh à? Còn gì nữa đâu để mà ngắm nhìn rung đùi tự khen tự sướng, đất nước ta chưa bao giờ đẹp như thế này, khi Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Trung ương đứng trước mức án tử hình và tù chung thân, khi các đồng chí thù địch tìm cách hãm hại nhau, đuổi bắt nhau như những kẻ tử thù chỉ vì kèn cửa ngôi thứ và bổng lộc phi pháp. Đảng Cộng sản đến cuối năm 2017 và vào đầu năm 2018 đã lộ nguyên hình là kẻ đã tàn phá có hệ thống, tận gốc, tanh bành cuộc sống tinh thần và vật chất của xã hội Việt Nam, từ hạ tầng cơ sở là hiến pháp, pháp quyền đến thượng tầng kiến trúc là đạo đức xã hội của đất nước mình. Vì ai nên nổi, vì đâu có cảnh đất nước điêu tàn, bi đát hơn thời phong kiến, lạc hậu hơn thời thực dân, cực nhục đau đớn hơn thời chiến tranh quyết liệt. Cả xã hội Việt Nam, trong và ngoài nước, xin bà con hãy bàn bạc tập thể về hiện tình đất nước tan nát tanh bành ra sao, xã hội tha hóa đến mức nào, đâu là nguyên nhân thật sự, và hãy cùng nhau hành động có trách nhiệm để cứu dân, cứu nước, và để tự cứu mình ra khỏi cuộc trầm luân khổ ải.